Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục Cộng đồng ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN. Vui mừng chào đón đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN đến thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu nói chung và Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN Eurocharm Việt Nam đã đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự phát triển của quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam Liên minh châu Âu. Đánh giá cao những định hướng phát triển kinh tế bền vững cũng như kết quả phát triển kinh tế thời gian qua của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN Jean Roberts nhấn mạnh, điều này thể hiện Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã góp phần tạo điều kiện để thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày càng tăng trong thời gian qua. Ông Jean Roberts khẳng định, các thành viên Hội đồng Kinh doanh châu Âu ASEAN luôn có niềm tin mạnh mẽ, sẵn sàng đến đầu tư kinh doanh và hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tại cuộc tiếp, đại diện các doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và đại diện các bộ ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chính sách phát triển bền vững. Quý 1 đầu năm, Việt Nam đã vượt Nhật Bản để lọt vào top 5 nước xuất khẩu thủy sản lớn vào Singapore. Thị trường này vẫn tiềm năng, doanh nghiệp Việt đang tích cực khai thác để nâng cao kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Thông tin đưa ra tại Hội thảo kết nối xuất khẩu thủy sản Việt Nam-Singapore diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi năm Singapore nhập khẩu khoảng 1,2 tỷ đô la Singapore thủy hải sản từ 100 thị trường trên thế giới. Dù mới lọt top 5 đối tác xuất khẩu thủy sản lớn vào thị trường này, nhưng kim ngạch thủy sản Việt Nam vào Singapore vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa đến 10%, còn khiêm tốn so với tiềm năng. Người tiêu dùng tại đây vẫn đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng từ các nguồn cung ứng trên thế giới. Nếu tận dụng tốt hiệu quả từ các FTA cũng như nắm bắt được thị hiếu, khẩu vị của người tiêu dùng, thì Singapore sẽ là thị trường rất tiềm năng cho thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt cũng cần chú ý cập nhật thông tin thị trường, quy định về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn mác hàng hóa, duy trì ổn định chất lượng và uy tín trong giao nhận để giữ vững được thị trường này. Trung Quốc sẵn sàng nghiên cứu kế hoạch kết nối tuyến đường sắt bờ đông của Malaysia với các dự án đường sắt khác ở Lào và Thái Lan, qua đó mở rộng mạng lưới đường sắt nội địa ở khu vực Đông Nam Á. Phát biểu khi đang thăm Malaysia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với nước này để nghiên cứu kết nối tuyến đường sắt bờ đông với đường sắt Trung Quốc-Lào và đường sắt Trung Quốc-Thái Lan, qua đó biến tuyến đường sắt xuyên Á xuất phát từ Côn Minh, Trung Quốc tới Singapore trở thành hiện thực. Tuyến đường sắt bờ đông với chiều dài 665 km sẽ nối bờ biển phía đông và phía tây của bán đảo Malaysia vào cuối năm 2026. Chính phủ Malaysia dự kiến sẽ xem xét mở rộng dự án do Trung Quốc hỗ trợ tới biên giới với Thái Lan. Thưa quý vị, nhu cầu sầu riêng của Trung Quốc đã tạo ra chuyển biến kinh tế tích cực ở nhiều địa phương tại Đông Nam Á, nơi loại trái cây này từ lâu đã là mặt hàng chủ lực. Nhiều nông dân trồng sầu riêng Thái Lan đang giàu lên nhanh chóng, thậm chí trở thành lớp triệu phú mới. Cuộc sống của cặp vợ chồng Kanjana và Apiches đã khác xa so với 29 năm trước. Khi đó, anh Apiches chỉ là kỹ thuật viên nhà máy, còn chị Kanjana là người bán trái cây. Tuy nhiên, khi có nhiều đơn đặt hàng sầu riêng đến từ Trung Quốc và tiềm năng lợi nhuận của loại trái cây này trở nên rõ ràng, anh Apiches đã nghỉ việc và cặp vợ chồng này đã mạnh dạn chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào sầu riêng. Hiện họ đang điều hành một trong những công ty đóng gói sầu riêng lớn nhất Thái Lan. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt đến mức này. Trước đây khi bán buôn, chúng tôi kiếm được từ 100 đến 5.000 bạt mỗi ngày, tương đương khoảng 2,70 đến 136 đô la Mỹ. Khi chuyển sang một thị trường lớn hơn, chúng tôi đã kiếm được tới 100.000 bạt, tương đương khoảng 2.700 đô la Mỹ. Trong thời kỳ đại dịch, hai vợ chồng rất bất ngờ trước nhu cầu sầu riêng từ Trung Quốc ngày càng tăng. Công ty của họ đã xuất khẩu sầu riêng trị giá hơn 2,7 triệu đô la Mỹ trong một năm. Kanjana và Apiches đã xây dựng mối quan hệ với người trồng sầu riêng trên cả nước để đảm bảo nguồn cung xuất khẩu trái cây theo mùa quanh năm. Họ đông lạnh sầu riêng cao cấp trước khi xuất khẩu để tránh bị hỏng. Sầu riêng chín loại A được đông lạnh ở nhiệt độ âm 40 độ C trong 12 giờ trước khi vận chuyển. Theo thống kê, năm 2023, xuất khẩu sầu riêng từ Đông Nam Á sang Trung Quốc lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, gấp 12 lần so với năm 2017. Năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu tới 2,4 tỷ đô la Mỹ sang Trung Quốc,
tăng trưởng 3-4%. Trước đây rất khó để vận chuyển sầu riêng tươi đường dài. Tuy nhiên hiện nay, phương tiện giao thông phát triển như tàu cao tốc cho phép chúng tôi vận chuyển trái cây tươi nhanh hơn, từ đó chúng tôi có thể mở rộng thị trường của mình hơn nữa. Các nhà xuất khẩu Thái Lan kỳ vọng mức tăng trưởng tốt hơn nữa trong 5 năm tới khi sầu riêng đến các thành phố cấp 2 của Trung Quốc. Những người nông dân như vợ chồng anh Apiches rất vui mừng về tương lai khi ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích loại trái cây vua này. Apple vừa chính thức khai trương Apple Store đầu tiên tại Malaysia, nằm trong khu thương mại The Exchange tại Kuala Lumpur. Đây là sự kiện rất được mong đợi, đánh dấu bước tiến quan trọng của Apple trong việc mở rộng sự hiện diện của mình tại khu vực Đông Nam Á. Theo thông báo trên trang chủ, Apple Store tại Malaysia được đặt trong tổ hợp trung tâm thương mại The Exchange TX ở Kuala Lumpur. Được biết, hàng trăm người dùng đã xếp hàng từ tận tối hôm trước ngày khai trương. Tôi đến đây lúc 8:30 sáng và tôi không ngờ rằng có hơn 200 người chờ đợi ở tầng 1, sau đó là 50 người khác ở tầng trệt. Họ đã đến từ sáng sớm để dự buổi ra mắt Apple. Tôi nghĩ thiết kế bên trong cửa hàng rất tráng lệ, đẹp và ấn tượng. Tôi rất tự hào khi Apple đã mở một cửa hàng ở Malaysia. Trong ngày khai trương, cửa hàng chào đón khách hàng với nhiều hoạt động đặc sắc. Khách hàng có thể trải nghiệm các dịch vụ và sản phẩm mới nhất của Apple, tham gia các chương trình Today is Apple với các buổi học miễn phí về nhiều chủ đề như nhiếp ảnh, nghệ thuật, thiết kế và lập trình. Ngoài ra, cửa hàng còn cung cấp dịch vụ Genius Bar, nơi khách hàng có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là thiết kế kiến trúc độc đáo của cửa hàng, lấy cảm hứng từ hình kim tự tháp nhiều tầng, tạo nên một không gian hiện đại và sang trọng. Cửa hàng còn có một khu vực công viên trên mái, rộng 10 mẫu Anh, tạo ra không gian mở thoáng đãng cho khách hàng. Thái Lan được mệnh danh là thiên đường du lịch ở Đông Nam Á với rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Nếu như thủ đô Bangkok là một điểm đến quen thuộc, nổi tiếng với sự náo nhiệt và các trung tâm mua sắm hiện đại, thì với những ai mong muốn tìm đến một không gian yên bình, thư thả, khám phá văn hóa, lịch sử đặc sắc của xứ sở Chùa Vàng, thành phố cổ đại Muang Phoan là điểm đến không thể bỏ qua. Nằm cách thủ đô Bangkok gần 30 km về phía nam, Muang Phoan với tên gọi là Incheon City, thành phố cổ đại, là một bảo tàng đặc biệt tại Thái Lan, được xây dựng vào năm 1963 và hoạt động chính thức vào năm 1972. Trong chuỗi các công trình tại Incheon City, cung điện Sanfet Prasat nổi bật như một bảo tàng sống về thời kỳ huy hoàng của vương quốc Ayutthaya, từng là trung tâm quyền lực của hoàng gia Thái Lan trước khi bị phá hủy vào năm 1767. Công trình được phục dựng dựa trên những tư liệu lịch sử và tàn tích còn sót lại. Ở mỗi khu vực của bảo tàng là những công trình kiến trúc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử khác nhau của đất nước Thái Lan. Các phế tích đã bị phá hủy, được phục dựng lại theo tỷ lệ 1-3, thậm chí còn có các công trình xây dựng với tỷ lệ 1-1 vô cùng công phu, tốn kém. Tham quan thành phố cổ ở đây thì tôi có thể tìm hiểu về lịch sử của các ngôi đền ở trên khắp Thái Lan và tôi cũng có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Vì chỉ cần tham quan một khu như thế này, chúng tôi có thể biết toàn bộ đất nước Thái Lan. Ở đây chúng tôi duy trì và gìn giữ nền văn hóa Thái Lan. Như các bạn có thể nhìn thấy, các du khách mặc trang phục truyền thống của Thái Lan và du khách cũng được xem các show boxing Thái, Muay Thái. Ngoài những công trình kiến trúc, Muang Phoan còn có nhiều khu vực xanh, sông và hồ nhân tạo, tạo nên một không gian sống động và hấp dẫn cho khách du lịch. Các du khách có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp để khám phá khu vực này, đồng thời cũng có thể tham gia các hoạt động giải trí như đua thuyền, cưỡi voi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bangkok và bạn tôi gợi ý là tôi nên đi thăm các thành phố cổ của Thái Lan. Nó thật tuyệt vời, có nhiều điều thú vị ở đây hơn là tôi nghĩ. Các công trình kiến trúc thì tuyệt đẹp và mọi người dân Thái Lan thì thân thiện. Mỗi ngày Muang Phoan đón tiếp khoảng 3.000 du khách tham quan. Nơi đây không chỉ là một điểm du lịch mà còn là cuộc hành trình đưa du khách trở về quá khứ, đắm chìm trong vẻ đẹp và sự tinh tế của những thời kỳ lịch sử của đất nước Thái Lan. Đến đây chuyên mục cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.